Hello cả nhà mình ơi, hôm nay bên công ty của em nhập một cái sản phẩm rất là mới và rất là hot trên thị trường, đèn năng lượng mặt trời. Đây là cái đèn năng lượng mặt trời VK800C. Bên em sẽ phân phối rất là rộng lớn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh miền Tây. Đây là một mặt hàng rất là hot và chờ rất là lâu để nhập về phục vụ cho quý khách hàng. Rất là nhiều người đặt hàng cả nhà. Đây là cái đèn chuyên về đèn đường luôn, đèn đường có tấm pin và cái đèn nó tách rời với nhau. Đây là có cái bạn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Thì đây là đèn VK800C cả nhà, em đọc sơ thông số ha. Công suất thực là 30W và có cái chip LED là Epistar 60 chip LED và độ sáng là tới 3300 lumen. Tấm pin là mono và cam kết là pin mới 100% luôn, pin Huliton 32650. Màu sáng là 6000K nha cả nhà, độ hàng màu là 70, cực kỳ tốt cho mắt, không có bị ảnh hưởng gì về mắt cả. Và độ sáng đầy là 100% rồi giảm dần 8-10% mỗi tiếng, còn lại khoảng 30%, độ sáng không giảm nữa và chắc chắn độ sáng sẽ hơn 12 tiếng cả nhà. Rồi bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa thì sẽ bắt đầu là mở cái đèn này cho cả nhà mình cùng xem. Thì trong cái hộp này có cái chính nhất là cái đèn. Đây là cái đèn VK800C. Đây cả nhà. Thì cái đèn này có cái chip LED cực kỳ tốt luôn, Epistar. Có 60 cái chip LED để phân bố rất là đều ở đây. Có pin mới 100% này, MPPT+ này, tấm pin mono này. Thì bảo hành đây nghe sẽ bảo hành là 3 năm chứ không phải 2 năm như cái dán này đâu. Bảo hành 3 năm, 1 trong năm đầu tiên. Thiết kế cực kỳ đẹp, phía ngoài này là lớp kính, phía dưới này là chỗ đựng pin nha, rồi phía lớp kính đây là lần sau này là nhôm đúc cực kỳ tốt luôn. Đây cả nhà nhìn cái kết cấu cực kỳ chắc chắn luôn đó, có những cái mấu rất là chặt để ốc này, ốc chống rỉ sét luôn nè. Đây em thấy 4 phía ốc chống rỉ sét, nhôm được sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cái đèn nó đơn giản và đẹp như vậy, rất là sang trọng. Là phía sau này là phía mà để cắm cái cần đèn vào. Rồi tiếp tục, thứ hai là cái gì đây? Đây, cái cần đèn nhỏ nhỏ xinh xinh, thì xíu rớt vào mặt kính. Đây cần đèn nhỏ nhỏ xinh xinh. Ô, cần đèn này làm rất là chuẩn, ô sắt dày vô cả nhà. Nói đâu vô ngoài đây cả nhà, sắt rất là chuẩn, làm cực kỳ dày luôn, cầm rất là nặng tay cả nhà. Nếu mà trong clip thì các bạn có thể khó thấy nhưng mà bạn nhìn thấy nè, sắt nó dày cho mình quay kỹ các bạn thấy cần đèn như vậy thì cái độ chất lượng nó như thế nào ha, cực kỳ chất lượng luôn. Chất đây nó có cả mà cả nhà nhìn những cái bát này nè, những cái bát này nó thể hiện cái sự chăm chút của công ty đối với những cái sản phẩm bán ra cho quý khách hàng. Những cái nhỏ thôi cực kỳ cứng, các bạn nhìn thấy không, dày chưa. Rồi đây là ngoài ra là có một bộ đinh ốc đủ các loại ốc, mà ốc này là ốc bằng inox luôn, inox và hộp kim, kèm theo một cái cây để vặn nữa nè. Đó, đầy đủ, như là mua về là tự mình có thể ráp được này, để bắt vào cột này, có thể bắt trực tiếp vào tường. Đây là cái giá đựng tấm pin, phải nói là hàng này cực kỳ chất cả nhà ơi, thật là không đáng để bỏ, đó là rất là đáng để bỏ đồng tiền ra mua sản phẩm này. Vừa đây sơn tĩnh điện này, nghe cái tiếng này chắc nịch luôn cả nhà. Rồi ok, đây là bộ phụ kiện. Rồi phía dưới này để mở ra này nha, này có bà xã phụ nữa. Trời ơi, các bạn như thế không có một lớp bia, xong rồi tới lớp đó, xong rồi tới cái đây. Trời ơi, cái này mới gọi là hàng chất lượng này cả nhà ơi. Đây là tấm pin mono. Đây là tấm pin mono nha. Các bạn nhìn thấy tấm pin mono là nó màu đen. Tại sao dùng tấm pin mono? Tại vì cái hiệu suất tạo ra dòng điện sẽ tốt hơn rất nhiều so với tấm pin poly, hiệu suất ở trên 20%. Và đặc biệt là sẽ tốt hơn nữa trong những cái lúc mà thời tiết âm u hoặc là có bóng râm che thì sẽ không bị ảnh hưởng đến quá trình sạc điện. Và đặc biệt cái đèn này có công nghệ MPPT+ sẽ giảm thời gian sạc của các bạn. Thời gian sạc chỉ còn khoảng là 4 tiếng thôi là sẽ sạc đầy cái bộ pin này. Bộ pin này là 12.000 âm bây giờ nha cả nhà. Vòng đời là 2000 lần nạp xả, pin mới 100%. Với cái mức giá của công ty đưa ra thì các bạn không thể là cưỡng lại được với cái sản phẩm nó vừa tốt vừa đẹp như thế này. Có ai nhà nhìn thấy không? Cái làm cái tấm pin năng lượng mặt trời phải nói là rất là đỉnh luôn, cực kỳ đỉnh luôn, phải nói là hàng đầu của thị trường luôn. Riêng về chất lượng đảm bảo là chất lượng tuyệt vời. Đây cả nhà, thông số của tấm pin đây 10V 25W này. Đấy 25W luôn. Y dạ, bị đắt tại đây rồi. Đây tấm pin cực kỳ chất lượng luôn cả nhà. Coi như là thông số như thế nào tấm pin y như vậy. Trong này ghi có 23W mà ngoài thực tế là 25W. Và đều có hướng dẫn sử dụng luôn này, để nó bị đắt rồi. Đấy, bảo đảm với cả nhà là không tiết tiền để mà bỏ để mà mua cái sản phẩm này luôn cả nhà. Bộ đây là bộ sản phẩm toàn vẹn, bộ sản phẩm này cả nhà ha. Ok rồi, để mình quay hết toàn vẹn bộ sản phẩm luôn. Đây cả nhà, đó. Rồi cả nhà nhìn thấy đây là cái đèn. Đây là cái đèn. Rồi. Cả nhà thấy không? Đó. Này sản xuất nhập khẩu. Ồ, cái này nhập khẩu hết luôn rồi đó. Rồi ok. Thêm thùng còn gì nữa không em? Rồi ok. Rồi. Rồi cảm ơn cả nhà nè. Ý, quay mình. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video clip em. Em sẽ có những cái clip sẽ kỹ hơn, rõ hơn cái dòng sản phẩm này cho cả nhà mình cùng xem nhé. Coi như là nay dạo qua nhanh để giới thiệu sản phẩm bên em. Em sẽ có những cái clip rất là kỹ để giới thiệu cho với cả nhà sản phẩm bên công ty em đang phân phối nha. Và cả nhà